Có ai tin được cái điều đấy không? Thực sự mình thì mình không tin được. Tại chưa khó chứ mọi người, lại là mình Hà Gera đây. Thực ra thì có một chuyện như thế này, lúc nãy lúc nãy khi mà trước khi ở máy quay thì mình có xem điện thoại và mình nhận ra hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2019. Và vào ngày 3 tháng 9 năm 2018 thì là lần đầu tiên mà mình đặt chân đến Nam Kinh. Thì có nghĩa là đến hôm nay đã là tròn 6 tháng kể từ ngày đầu tiên mà mình đặt chân đến Nam Kinh rồi. Và cũng đồng nghĩa với việc mình đã sống ở Nam Kinh, mình đã sống ở Trung Quốc được nửa năm rồi các bạn ạ. Có ai tin được cái điều này không? Thực sự mình thì mình không tin được là mình đã sống được nửa năm rồi. Trời ơi, thời gian quá là nhanh luôn. Và để kỷ niệm cái sự nửa năm một cách tình cờ như thế này thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về Trung Quốc, về Nam Kinh. Và chủ đề của video ngày hôm nay chính là 5 điều mà mình thích ở Trung Quốc. Lý do đầu tiên mà mình rất thích Trung Quốc đó chính là về việc đi lại và giao thông ở bên này. Thực sự việc đi lại và giao thông bên này nó đang rất phát triển. Và mình thực sự rất là thích luôn ý. Bởi vì sao? Bởi vì là trên tất cả những con đường, trên tất cả các tuyến phố thì cái vỉa hè dành cho người đi bộ bên này người ta xây rất là rộng. Thực sự rất là rộng và người đi bộ, nhà đi bộ. Cái việc đi bộ ở Trung Quốc nó là một cái chuyện rất là bình thường ý. Và mọi người đều có thể làm việc đó. Người ta có thể đi bộ 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây. Thì đấy là một cái chuyện cực kỳ bình thường. Và không có ai ái ngại về cái việc phải đi bộ cả. Mình cảm thấy người ta rất là tự nguyện đi bộ, rất là vui vẻ. Bây giờ mà thả mình về Việt Nam cho mình đi bộ 1 cây thôi, mình cũng thấy nản lắm rồi. Khi mà sang đến Nam Kinh ý, thì mình rất là chăm chỉ đi bộ. Mình đi bộ như bao người Trung Quốc khác. Và mình cảm thấy đó là một cái chuyện rất là bình thường, không có gì ái ngại cả. Và có lẽ cũng chính vì cái số lượng người đi bộ rất là đông như thế mà người đi bộ ở Trung Quốc được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Khi mà bạn đi qua vạch kẻ đường để sang đường, hay là khi mà bạn có ý định muốn sang đường thôi, thì những cái phương tiện đang di chuyển trên đường người ta sẽ chủ động dừng lại và nhường đường cho bạn. Thực ra thì lúc mới sang thì mình cảm thấy kiểu mình kiểu bị sốc văn hóa luôn. Mình không hiểu tại sao là mình lại được người ta nhường đường cho mà người ta đứng rất là lâu ấy. Lúc đấy mình không biết là ô tô người ta đang nhường đường cho mình thì mình đi đâu. Cho đến khi mà cái bác đằng sau bác bảo là đi sang đường đi, người ta nhường đường cho kìa, thì mình với ngớ xong mình bắt đầu đi sang đường. Bởi vì mình không hiểu tại sao là người ta lại chủ động đứng lại, dừng hẳn xe lại để nhường đường cho mình đi qua đường như thế. Thì sau này sau khi mà có tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc hơn và mình cũng được nghe người ta nói đó là bạn là người đi bộ và bạn đang di chuyển trên vạch kẻ đường để đi sang đường, hay là bạn đang có ý định đi sang đường, hay là bạn đang đi sang đường, bạn đang qua đường, thì những phương tiện đang di chuyển phải bắt buộc phải dừng lại để cho bạn qua đường. Và đây là pháp luật của Trung Quốc các bạn ạ, đây là pháp luật. Và nếu như phát hiện ra tài xế nào mà không tuân thủ theo cái quy định này thì sẽ bị phạt tiền, cùng với đó là sẽ bị trừ 3 điểm ở trong bằng lái xe. Bằng lái xe của Trung Quốc thì có tất cả là 12 điểm. Và mỗi khi vi phạm thì bạn sẽ bị trừ dần những cái số điểm đó. Thì có lẽ là phạt tiền đối với họ cũng không phải là một cái gì đó quá là lớn lao. Nhưng mà trừ 3 điểm trong số 12 điểm thì nó thực sự là một mất mát quá là lớn. Và nếu như trong 1 năm mà họ bị trừ hết 12 điểm đấy đi rồi thì cái bằng lái xe đấy không còn cái giá trị gì nữa ấy, và bạn sẽ phải thi lại bằng lái xe từ đầu. Có lẽ một số người cũng sẽ hỏi là khi mà bị thu bằng rồi thì cứ đi thôi, chả sao cả. Nhưng mà không, khi mà bạn bị thu bằng rồi và bạn vẫn cố tình đi, bạn vẫn tiếp tục sử dụng xe, bạn vẫn tiếp tục lái xe mà bạn bị phát hiện ra thì bạn sẽ bị trừ điểm, bạn vẫn bị trừ điểm, kiểu bị trừ điểm ngầm ý. Rồi sau này khi mà bạn thi lại bằng rồi, bạn lấy lại bằng rồi thì nó sẽ trừ trực tiếp trên cái số điểm của bạn. Đó thì đây là một cái điều mà mình cảm thấy rất là được an ủi, thực sự rất là được an ủi mỗi khi mà qua đường. Bởi vì là lái xe ở bên này người ta rất là chú ý quan sát xung quanh ý. Khi mà người ta thấy mình có ý định sang đường là người ta sẽ trực tiếp dừng hẳn xe lại luôn. Người ta kiểu không sân si, không đi tiến lên một tí hay là như thế nào đấy mà người ta dừng hẳn xe lại cho mình đi sang đường, người ta bắt đầu di chuyển tiếp. Thực ra thì ở Việt Nam cái việc sang đường là cái việc mà mình rất sợ, đặc biệt là mỗi lần mà mình xuống Hà Nội. Bởi vì sao? Bởi vì là xe quá là đông, xe quá là nhiều và ai cũng muốn đi trước, không ai chịu nhường ai cả. Và cũng không có cái sự quy định rõ ràng nào là ai phải nhường cho ai. Thế nên là mọi người cứ mạnh ai đi đường đấy thôi, chứ không có ai nhường đường cho ai cả. Và dẫn ra một điều đó là người đi bộ thì cứ đứng ở vỉa hè, còn người đi xe thì cứ đi ở trên đường đó. Và chính vì thế mà cái việc nhường đường cho người đi bộ ở Trung Quốc thì mình cảm thấy đây là một cái văn hóa giao thông và rất là văn minh và rất là đáng để học hỏi.
Còn một điểm nữa mà mình rất là thích về việc giao thông ở Trung Quốc đó chính là ở bên này có tàu điện ngầm. Có tàu điện ngầm ở bên này thực sự đi lại rất là thuận tiện luôn. Và những cái điểm, những cái trạm dừng tàu điện ngầm thì nó đều là gắn liền với những cái nơi, những cái địa điểm du lịch này, hoặc là những cái khu trung tâm, hoặc là những cái khu mà mình muốn đến và di chuyển rất là thuận lợi. Đó là một cái loại phương tiện di chuyển giá rẻ ở Nam Kinh. Ở thành phố khác thì mình cũng không nắm chắc được cái giá nó như thế nào, nhưng ở Nam Kinh thì rất là rẻ. Ví dụ như bây giờ bạn từ sân bay về đến trường mình, từ sân bay về đến trường mình mà ngồi tàu điện ngầm chỉ mất có 7 tệ thôi. Trong khi đó nếu như bạn chọn đi taxi thì sẽ hết khoảng 150 tệ cho đến 200 tệ. Và nó quá là đắt, nó đắt gấp tốc khoảng 20 lần so với cái việc bạn ngồi tàu điện ngầm. Và thì tàu điện ngầm này nó vừa nhanh này vừa rẻ này, và mình rất là thích cái việc nhanh, rẻ và tiện đó. Lý do thứ hai mà mình rất thích Trung Quốc đó chính là việc thanh toán tiền ở bên này. Ở bên này thì bây giờ bạn hỏi mình có tiền mặt hay không thì mình không có tiền mặt. Mình đã không dùng tiền mặt từ rất lâu rồi. Và ở bên này thì người ta dùng những cái ứng dụng ở trên điện thoại để trả tiền. Ứng dụng Alipay và WeChat thì đây là hai cái ứng dụng để trả tiền phổ biến nhất ở Trung Quốc. Ứng dụng này thì nó liên kết thẳng trực tiếp với thẻ ngân hàng của bạn. Khi mà bạn đi mua đồ thì cho dù là bạn mua nhà này, hay là bạn mua máy tính, hay là bạn mua tủ lạnh, hay là bạn mua một mớ rau, hay là bạn mua một quả chanh, hay là bạn làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì người ta sẽ có một cái mã cho bạn, và bạn chỉ cần quét cái mã đó, nhập số tiền mà bạn cần trả vào, và như thế là thanh toán xong rồi. Cái việc thanh toán như thế này thì nó không cần phải mất công cho bạn phải mở ví ra này, lấy tiền ra này, đưa cho người ta này, xong lại nhận tiền thừa, xong lại cho vào ví, xong lại cất ví đi, xong lại mang ví về nhà. Nói chung là nó đã tiết kiệm được cho bạn rất là nhiều thời gian. Và bây giờ ở Trung Quốc khi mà đi ra đường thì bạn chỉ cần cầm một cái điện thoại đi thôi, một cái điện thoại có kết nối mạng. Và bạn không cần phải cầm ví, không cần phải cầm thẻ ngân hàng, không cần phải dườm ra gì cả. Ngoài ra cái ứng dụng này còn có thể giúp cho bạn có thể mua được vé xem phim này, vé tàu này, vé máy bay này, vé xe này, giúp bạn gọi đồ ăn về nhà này, giúp bạn gửi đồ chuyển phát nhanh này, rồi tất cả mọi thứ. Nói chung là nó rất là tiện lợi. Cái ứng dụng này còn có chức năng quản lý tiền mặt, rồi thống kê tiền mặt cho bạn. Ví dụ như là trong một tháng này bạn đã tiêu những cái gì vào những khoản gì, khoản gì, khoản gì, ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào, thì người ta đều thống kê rất là chi tiết cho bạn. Và chính vì thế mà mình có thể quản lý được cái việc chi tiêu của mình. Thì mà nói trong một cái video như thế này thì nó không đủ, nhưng mà mình sẽ dành thời gian vào một lúc nào đó, mình sẽ làm hẳn một cái video riêng về cái ứng dụng này để cho các bạn xem là cái ứng dụng này nó tiện lợi đến mức như thế nào. Điều thứ ba mà mình rất là thích ở Trung Quốc đó chính là việc chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh ở đây nó thực sự là cả một thế giới mới đối với mình luôn. Thì trước kia nếu mà ở Việt Nam thì bạn sẽ quen với cái việc là sẽ có một anh ship hàng này, rồi trước khi ship hàng đến nhà mình thì anh ấy sẽ gọi điện: alo alo alo, em ơi em đang ở đâu đấy, mấy giờ em ở nhà. Xong rồi anh ấy sẽ hẹn giờ với bạn, xong rồi anh ấy sẽ đi qua và đưa đồ với bạn, thu tiền của bạn. Nhưng mà không, nhưng mà ở Trung Quốc thì lại khác. Ở Trung Quốc thì sẽ không có anh nào gọi điện cho bạn cả, mà ở bên này sẽ có những cái tủ đựng đồ chuyển phát nhanh. Như những cái video trước mà mình quay cho các bạn xem ý, đó thì sẽ có những cái tủ đựng đồ chuyển phát nhanh như thế. Và khi mà hàng của mình về nơi thì người ta, những cái người mà chuyển phát thì người ta sẽ để đồ của mình vào trong cái tủ đó và sẽ gửi vào tin nhắn điện thoại của mình cái mã, và mình có thể đến đó lấy vào bất cứ lúc nào và không cần phải phụ thuộc về thời gian, không cần phải là mấy giờ em ở nhà thì em mới lấy được hàng. Và bên cạnh đó thì tiếp nối cái app Alipay lúc nãy mà mình nói, thì cái app đấy có một cái mục là gọi người đến để lấy đồ chuyển phát nhanh của mình và chuyển đi nơi khác. Thì có nghĩa là mình chỉ cần ở nhà thôi và mình có thể gọi người ta đến lấy đồ của mình và chuyển đi giúp mình. Và mình không cần phải đi ra bưu điện này, mình không cần phải đi ra chỗ chuyển phát nhanh thì mới chuyển được hàng. Và bây giờ mình ngồi ở nhà thì mình có thể làm được mọi thứ rồi. Và mình nghĩ là cái việc ở người ta xây dựng cái hệ thống chuyển phát nhanh như thế, nó rất là khoa học, nó rất là thuận tiện cho cả người chuyển phát và cho cả người sử dụng như bọn mình. Thì bọn mình không phải phụ thuộc vào việc thời gian mới có thể lấy được hàng, và họ cũng không phải mất quá nhiều thời gian công sức để phải đợi mình ý, thì mình mới lấy được hàng nữa. Đó, thì đó là cái lý do vì sao mà mình rất là thích cái hệ thống chuyển phát nhanh ở bên này. Điều thứ tư mà khiến mình rất là thích ở Trung Quốc đó chính là về cái văn hóa giao tiếp của họ. Mình không biết có được coi là văn hóa giao tiếp hay không, nhưng mà mình nghĩ nó cũng là gọi là một dạng của văn hóa giao tiếp. Thì cái ở bên này cái câu "不好意思" thì người ta nói rất là nhiều, nói một cách thường xuyên. Mình cảm giác như là cái câu nói đó nó luôn trầu trực sẵn rồi,
miệng người ta và kiểu phát sinh ra một cái vấn đề nào đó thì người ta sẽ bất giác nói bu khảo ý sự. À đấy, mình quên chưa giải thích với các bạn bu khảo ý sự là gì. Bu khảo ý sự thì có nghĩa dịch ra kiểu kiểu theo nghĩa kiểu ngại ngùng, nghĩa là ôi ngại quá, thật ngại quá, hoặc là mình nghĩ để gần gũi hơn thì nó là ôi xin lỗi kiểu như thế. Thì cho dù là người ta chạm vào mình hay là mình chạm vào người ta đi chăng nữa, hoặc là dù là phát sinh ra một cái vấn đề nào đó, dù là to dù là nhỏ, thì mọi người đều nói bu khảo ý sự. Và mình cảm thấy đây là một cái nét đẹp văn hóa, phải nói là một nét đẹp văn hóa khi mà người ta chủ động xin lỗi mình, cho dù là bạn có là người mắc lỗi hay không, nói lời xin lỗi, nói lời hỏi thăm mình khi mà xảy ra bất cứ một cái vấn đề, một cái việc nào đó. Điều thứ năm khiến cho mình rất là thích Trung Quốc đó chính là con người ở đây. Thực ra nói là người Trung Quốc thì mình cũng không dám khẳng định là người Trung Quốc, mà mình chỉ dám khẳng định là người Nam Kinh thôi, bởi vì là 6 tháng ở Trung Quốc thì mình chỉ ở Nam Kinh và mình chưa có cơ hội đi đến nhiều thành phố khác, nhiều cái tỉnh khác để trải nghiệm xem là con người của họ ở đó như thế nào. Nhưng có một điều mà mình dám chắc đó là người Nam Kinh họ thực sự là những con người rất là nồng hậu. Họ thực sự là những con người ấm áp và thân thiện luôn các bạn. Thực sự nó là một cái cảm xúc rất là khó tả đối với những cái người du học sinh khi mà bạn nhận được sự ấm áp từ những người mà mình không quen biết, từ những người lạ. Thì ở Nam Kinh thì mình cảm thấy rất là vui vì mình được những người dân ở đây này, những cái người mà mình không hề quen biết, họ đối xử rất là tốt với mình, họ giúp đỡ mình tận tâm, tận lực. Và mình biết đây cũng là một trong những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt cho mình rất là nhiều trong suốt thời gian qua, đó là người Việt Nam khi mà sang Trung Quốc thì có bị kỳ thị hay không, hay là có bị phân biệt đối xử hay không, hay là có như thế nào đấy hay không. Nhưng mà mình, theo cá nhân mình thấy thì mình kiểu chưa bị phân biệt đối xử, mình chưa bị kỳ thị ở bên này hết. Thực ra mình nghĩ là không chỉ là ở Trung Quốc hay là ở Việt Nam hay là ở bất kỳ quốc gia nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có người này người kia, người tốt người xấu, người thân thiện người chưa thân thiện lắm. Thì cũng có một số những cái trường hợp người ta nhìn thấy mình và người ta cùng lắm thì cũng hỏi đến cái việc là mình có muốn làm con dâu Trung Quốc hay không, hay là ra trường xong thì mình ở Trung Quốc hay là mình đi về đó. Thì mình cảm thấy đó là những cái câu hỏi mà vẫn chấp nhận được, vẫn chưa phải là những cái gì mà kiểu động chạm lắm hay là những cái gì mà nó quá là kinh khủng. Nói thì không phải nói suông, bây giờ mình sẽ lấy dẫn chứng để cho các bạn xem là người ta đã giúp đỡ mình rất là nhiều như thế nào. Thì trong tuần đầu tiên khi mà đến Nam Kinh, máy tính xách tay của mình đã bị hỏng. Khi mà máy tính của mình học thì mình có lên mạng này rồi tìm một số những cái địa chỉ để sửa máy tính. Lúc đấy mình chưa bắt đầu đi học nên mình cũng không quen biết thầy cô hay là bạn bè hay là những cái anh chị tiền bối để có thể hỏi xem là địa chỉ ở đâu. Thì mình chỉ lên mạng thôi và rồi mình tìm cái số điện thoại của cái cửa hàng đó và mình có gọi điện để hỏi người ta. Và ngay lập tức thì người ta trả lời mình, rồi người ta biết là mình là du học sinh thì anh ấy có bảo với mình là à bây giờ em là du học sinh đúng không, thì chắc là du học sinh mới sang thì em cũng không biết đường, không biết là phải đi như thế nào, không biết là phải đi đến đâu, đi đến chỗ nào để tìm được cái quán sửa máy tính đấy. Thì anh đấy đã qua chỗ mình, qua ký túc xá của mình và lấy máy tính của mình để mang về bên đó và sửa. Trong suốt cái quãng thời gian đấy thì mỗi khi kiểu như là người ta sửa được đến đâu thì người ta đều cập nhật tình hình với mình đến đó, và người ta gọi điện, người ta hỏi mình rất là nhiều thứ. Cuối cùng thì máy tính không cứu được nữa bởi vì là nó bị hỏng quá là nặng ấy. Thì anh đấy có bảo là anh đấy sẽ mang máy tính lại đến ký túc xá của mình và sẽ không lấy tiền, bởi vì là người ta chưa sửa được cho mình nên là người ta không lấy tiền, và anh ấy sẽ mang lại máy tính ra chỗ mình. Vì lúc đó 2 tuần ở Nam Kinh thì mình cũng khá là quen thuộc đường rồi, thì lúc đấy mình bảo là thôi anh ạ, để em đi ra chỗ quán đấy và em lấy máy tính đó. Và sau khi lấy máy tính xong thì về thì mình phải đi mua máy tính mới, phải đúng không? Thì mình phải đi mua máy tính mới và anh ấy cũng rất là nhiệt tình kiểu chỉ cho chỗ này, bây giờ mà em muốn mua máy tính thì em nên đến đâu hay có chỗ giảm giá các thứ và uy tín các thứ ở Trung Quốc. Thì đó, thì đấy là một cái sự giúp đỡ mà mình cảm thấy rất là ấm áp đối với một đứa du học sinh như mình. Các bạn biết mà, xa nhà mình chắc chắn là phải chọn cho mình một cái con đường đi độc lập, rồi mình phải tự tìm tòi, mình phải tự làm mọi thứ. Trong chính cái lúc mà mình đang gồng mình lên, mình đang cố gắng để làm tốt mọi điều đấy thì mình lại nhận được những cái sự giúp đỡ rất là thật lòng, mình nhận được những cái sự thân thiện, mình nhận được những cái nụ cười từ những người xung quanh mình ở một nơi xa lạ, từ những người xa lạ, thì mình cảm thấy
đấy là một cái điều rất là đáng quý. Thành thật mà nói thì cho đến thời điểm này, sau khi mà đã sinh sống và học tập ở Trung Quốc được nửa năm rồi, thì mình vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận về cái lựa chọn của mình là đến Trung Quốc du học cả. Mình chưa bao giờ thấy hối hận. Kiểu bây giờ có cho mình lựa chọn lại một cái quốc gia nào đó, lựa chọn lại một lần nữa, thì mình vẫn sẽ chọn Trung Quốc để đến du học. Bởi vì mình cảm thấy là mình hợp với cái quốc gia này, hợp với cái lối sống của họ, hợp với cái nhịp sống của họ. Và mình cảm thấy sống trong một cuộc sống văn minh hơn, sống trong một cuộc sống hiện đại hơn, sống trong một cuộc sống ấm áp, và luôn nhận được những cái sự quan tâm, luôn nhận được những cái sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Và có lẽ là cái video này sẽ kết thúc ở đây thôi. Và mình hy vọng là qua video này thì các bạn cũng đã phần nào hiểu được rõ hơn một chút về Trung Quốc, xem là Trung Quốc có những cái điểm gì mà chúng ta cần đáng phải học tập, và Trung Quốc có những cái thứ gì mới lạ đối với bọn mình. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình, cũng như ấn vào hình chiếc chuông để có thể nhận thông báo mỗi khi mà mình ra video mới. Và mình hy vọng là các bạn đã xem và thích video này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, bye.